Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Anh Hùng Chí của tác giả Tôn Hiểu. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 2 Chí Kiếm Bình Bát Phương Đến giữa trưa, ánh mặt trời chiếu giỏi, hùng ưng bay vòng quanh rồi xoay mình lao thẳng xuống dưới, bay vào giữa đám đông. Ai ra, một âm thanh sắc bén vang lên, kinh động đám người trên khán đài, A à, Tú cũng sợ bắn lên. Cái quái gì vậy? trên khán đài nam nữ già trẻ đại kinh thất sắc, A Tú cũng trợn mắt há hốc mồm, há cái miệng nhỏ ngây ngốc nhìn con quái điều kia. Nó đang đậu trên tay mỹ nữ bên cạnh hoa mũi, đó là nữ nhân mà nàng gọi là mẹ. Bồ câu đưa thư, bồ câu đưa thư, hoa mũi vui sướng vỗ tay, hoan dung cười nói. A Tú cuốn quýt hỏi hoa mũi, đây, đây là bồ câu, hoa mũi mỉm cười liền nói, còn không phải sao? mọi người đều nói bồ câu đưa thư không phải bồ câu cái gì sẽ truyền thư canh thịt bồ câu rất ngon a tú đã ăn từ nhỏ nghe nói con chim kỳ quái đó chính là món ăn a tú tất nhiên lén nhìn bất quá vừa chuyển đầu liền thấy con chim kia hung tợn chừng mắt nhìn mình dường như sẽ mổ bất cứ lúc nào a tú trong lòng cả kinh lại không biết bồ câu hóa ra khi trưởng thành bậc sẽ có bộ dáng hung bạo như thế này không khỏi nuốt nước miếng lẩm bẩm điều đại vương ta ta chưa ăn quá nhiều bạn của ngươi ngươi đừng hung dữ như vậy hai hải đồng nói chuyện ngốc nghếch ngũ bá mẫu cười nàng lấy tờ giấy dưới chân phi ưng giao ác điều vào tay một quan quân bên cạnh lại cười nói hải nhi ngốc nghe cho rõ đây là đại diều hâu không phải bồ câu trắng nhỏ a à tú ồ một tiếng hóa ra trên tay ba mẫu là phi ưng chẳng trách ánh mắt sẽ hung ác như thế chỉ là hắn vẫn tràn đầy tò mò, người ta nói diều hâu hung dữ, bổ câu hiền lành, nhưng chim bồ câu thật trông như thế nào? Hắn hướng ánh mắt về phía khán đài, ngạc nhiên khi thấy một con bạch điểu trên tay thúc thúc. A Tú kéo quản gia, thấp giọng hỏi, "Đây là chim bồ câu à?" Quản gia cười nói, "Thiếu gia muốn ăn thịt bồ câu sao? Lát nữa ta sẽ nói với phu nhân." A Tú cũng không đáp lời, chỉ ngơ ngác nhìn thúc thúc nhưng hắn đang mỉm cười, sờ lên đỉnh đầu bạch điểu, vươn tay ra, bóng dáng đó lại phóng lên trời. A à Tú mở mịt nói, mọi người đều có chim chóc, đây là gì vậy? Hắn nhìn bóng trắng bay lượn chân trời, nhìn nó trôi đi ở vạn dặm trời quang. Có lẽ, phía bên kia chân trời xa xôi cũng có người nhớ hắn, lúc nào đó sẽ đưa tới một chú chim nhỏ, để hắn thể hiện thần khí một phen. Chim chóc tới tới lui lui dưới đài tất nhiên là xôn xao không thôi, nhưng trên lôi đài thanh niên vẫn vững chí, mảy may không dao động Thanh niên này tên là Tô Dĩnh Siêu, đương nhiệm Hoa Sơn trưởng môn, cũng là chủ tướng cuối cùng trận chiến hôi tinh chiến ngũ quan. Tương truyền 16 năm trước, Ninh Bất Phàm lần đầu tiên nhìn thấy hắn, liền từ ánh mắt hài đồng này có thể thấy được chính mình. Vui mừng khôn xiết, liền truyền tam đặt kiếm cho hắn, từ đây coi là đệ tử nhập môn từ trong mắt người khác gặp được chính mình, nhiều người cho rằng câu này là một ẩn dụ, nghĩ đến tên này thanh niên thực có thể mang đến niềm vui cho mọi người, mới được biểu dương. Nhưng ai gặp Tô Dĩnh Siêu rồi đều hiểu câu nói này không phải so sánh, Ninh Bất Phàm thật sự gặp được chính mình. Nói đến huyền nghi, Ninh Bất Phàm bộ dạng khốn khổ, Tô Dĩnh Siêu ngọc thụ lâm phong, tướng mạo thầy trò rất khác nhau, ngoại trừ đầu tròn chân vuông, giữa bọn họ không có điểm nào giống nhau. Tại sao Ninh Bất Phàm lại nhìn thấy chính mình? Chẳng lẽ hắn nhìn thấy con ngoài da tú, bằng không sao có thể nói như vậy? Không hề khuếch đại, chỉ cần nói chuyện với Tô Dĩnh Siêu trong vòng ba thước, tất cả đều sẽ nhìn đến chính mình. Không chỉ Ninh Bất Phàm, mà cả Quỳnh Phương năm đó cũng đều sửng sốt khi lần đầu nhìn thấy ánh mắt thanh niên này, sau đó mới tỉnh táo lại. Hóa ra chàng trai trẻ này có đôi mắt rất to và sáng to như hai hồ gương cũng bởi vậy người nói chuyện rối diện với tô dĩnh siêu ánh mắt đầu tiên nhìn đến không phải diện mạo tô dĩnh siêu ngược lại là tướng mạo chính mình có lẽ là cảm thụ quá hiếm thấy như vậy lần sau khi nghe thấy ba chữ này mỗi người đều sẽ giống thiêu nữ quỳnh phương năm đó gật đầu trước sau đó đỏ mặt lặng lẽ trả lời câu hỏi của gia. dĩnh siêu còn nhớ rõ người này hắn hắn rất khác biệt Mông cổ đệ nhất cao thủ chết nhĩ đan, đang tiếp nhận loại cảm giác kỳ diệu xưa nay chưa từng có. Hắn đang từ trong mắt địch nhân quan sát chính mình. Mình trông như thế nào trong mắt người khác? Còn giống như trước, vẫn là anh hùng nhanh nhẹn dũng mãnh mạc bắc hay không? Chết nhĩ đan nheo mắt, chăm chú nhìn, chỉ một thoáng, hắn nhìn thấy một con đại hổ, hung mãnh đang đứng ở đôi mắt thiếu niên. Năm tháng không hề làm giảm đi khí khái nam tử. Chính mình vẫn là thiên tướng thần uy lẫm lẫm. Chiết Nhị Đan hai mắt sinh uy, nhìn không được có vài phần tự đắc. Đột nhiên, dường như đáp lại sự đắc ý của Chiết Nhị Đan, mi mắt của thiếu niên chớp chớp, như thể đang mỉm cười xảo quái. Đôi mắt lấp lánh kia thoáng di chuyển, nhìn về mái tóc của mình, Chiết Nhị Đan có thể thấy rõ, người hùng trong mắt thiếu niên có mái tóc bạc trắng như tuyết thưa thớt, búi tóc kiểu người mông cổ đặc biệt buồn cười trong nháy mắt, chính mình từ mạc bắc tông sư biến thành một lão nhân man di. Chết nhĩ đàn tức giận, nụ cười truyền từ đắc ý rào rạt thành tức giận bừng bừng, ánh mắt cũng lộ ra một chút sát khí. Vào lúc này, một thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp từ đối diện truyền tới. Tiền bối, cuộc chiến đã bắt đầu, tim chết nhĩ đàn đập thình thịch trong phút chốc tỉnh lại. Một khuôn mặt tươi cười trẻ con xuất hiện trước mặt, bất chi bất giác đối phương đã tới gần ba thước, chính mình lại không phát hiện. Hắc một tiếng, trận chiến cuối cùng của khôi tinh chiến ngũ quan đã bắt đầu, Tô Dĩnh Siêu cũng đâm ra kiếm đầu tiên. Tam đặt kiếm đối đại Hắc Thiên, hai người còn chưa so chiêu, chết nhị đàn đã lùi về phía sau thoái nhược, không chỉ như thế, hắn còn tránh ánh mắt đối thủ. Muốn nhìn thấy địch nhân, tất phải nhìn vào mắt hắn. Mạc Bắc Tông Sư tuy rằng báo cho đệ tử như vậy, nhưng hiện tại hắn cần phải né tránh. Đã chiếm tiên cơ, tô dĩnh siêu mỉm cười xuất kiếm, cách tim chết nhĩ đan ba thước bảy tấc. Chính như truyền thuyết, chi kiếm chiêu thứ nhất nhất định là hư chiêu, kiếm này vẫn chưa xử lực, mũi kiếm mờ ảo không chừng, nhìn ra được tô dĩnh siêu đang muốn thử, chi kiếm bình bát phương, chuyên tấn công sơ hở của địch chiêu thiên hạ. Hắn tùy thời sẽ chuyển động mũi kiếm, tấn công vào điểm yếu nhất của mình lúc này chính mình đã lui về phía sau, nếu lại bất cần sẽ rơi vào thế hạ phong. Chiết nhĩ đàn hít thật sâu một hơi chân khí, giơ bàn tay phải lên bảo hộ trước ngực, đặt nắm đấm trái lên hông, cổ họng gầm nhẹ một tiếng, nháy mắt quán chú nội lực. Các lão tướng dày dặn kinh nghiệm giang hồ đều hiểu rằng muốn đối phó với hồ trung tàng bảo cần phải có thủ trung mang công. Chiều này gọi là đạt đạt kỳ vi lạt, hán dịch bí đao, ẩn tàng chi đao, hắn muốn lấy hữu trưởng kiềm chế đối thủ, chỉ chờ mũi kiếm bị trường phong đẩy ra, tả quyền che giấu sẽ đánh thẳng. Thiết quyền như pháo, tất sẽ khiến đối phương trọng thương ngã xuống, đương trường phân ra thắng bại. Bí đao bí pháp, tuyệt không sơ hở, triết nhĩ đan tự tin tràn đầy, hắn tuyệt không phải tên côn đồ lỗ mãng, ngược lại, hắn công thủ nhiều mặt, giờ phút này dĩ giật đãi lao, hít thở sâu, tùy thời phản chế tay địch. Dĩ giật đãi lao kế thứ tư trong quỷ cốc tử tam thập lục kế, lấy gần chờ xa, lấy khỏe chờ mệt, lấy no chờ đói. Phiêu phiêu đãng đãng, quả nhiên, mũi kiếm chuyển hướng, đang tìm kiếm một khe hở trong giá thế của chính mình. Xin lỗi vô cùng, tiểu bằng hữu triết nhị đan khóe miệng cười lạnh, chiêu thức của ta không có khe hở, cũng không có sơ hở. Người muốn tấn công vào đâu, hít mạnh một ngụm chân khí, tả quyền phát lực muốn ra đòn điên cuồng. Xoát, trường kiếm chuyển hướng, hướng vào tả quyền của mình. Làm gì vậy, triết nhĩ đan khó hiểu. Nắm tay cứng như sắt thép không phải là sơ hở của mình, hắn vì sao muốn đâm tới. Nắm tay này không sợ sắc nhọn chút nào. Hắn chẳng lẽ không biết sao. Nhất định có âm mưu, nếu là người bình thường phát động kiếm pháp non nớt như vậy, triết nhĩ đan hơn phân nửa sẽ đánh trả một quyền, trong vòng nhất chiêu liền muốn đập nát trường kiếm trong tay đối phương, thuận tay còn muốn làm đối phương nhục nhã một phen. Chỉ là trước khi chết nhĩ đan đến Trung Nguyên, hắn đã nghe được tin đồn về trí chí kiếm, chính mình trăm triệu không thể khinh thường. Chết nhĩ đan trở nên cảnh giác, thu hồi tả quyền, thối lui một bước về phía sau. Bước chân còn chưa đứng vững, xoát, đối phương nhanh hơn thế công, kiếm mang phi đến, mỗi kiếm lại chĩa vào cổ họng mình mẹ kiếp, trung kế, triết nhĩ đan tức giận bừng bừng, thầm mắng chính mình lão hồ đồ. Sơ hở không ở chiêu thức, sơ hở tồn tại chính trong lòng mình. Chí kiếm bình bát phương dùng trí óc thay vì đôi tay, sẽ không ngồi chờ đối phương sinh ra sơ hở, hắn sẽ dẫn ra sơ hở đối phương. Tát nhĩ kim, bỗng nghe một tiếng bạo giống, triết nhĩ đàn hô lên tên chiêu thức, đây là mông cổ liệt phong, trong giây lát hắn đã chạy như bay về phía trước, không màng tất cả phản kích cho dù đối phương đâm ra trường kiếm hắn cũng muốn dùng răng nhọn dày đặc cắn vào lưỡi kiếm của địch thủ dũng giả luôn luôn yêu thích mạo hiểm hắn muốn đánh bạc một phen nắm đấm chân đầu đầu gối khuỷu tay vai bàn chân răng tám vũ khí lớn đồng thời sát ra người này thân là mạc bắc tông sư uy lực tất nhiên là không phải là nhỏ tay trái như chảo tay phải thành chùy dưới chân ẩn hàm bước đấu vật, tùy thời có thể chuyển hướng. Nhìn như lỗ mãng phi pháp, kỳ thật dùng hết võ học tinh hoa cả đời. Chiết nhĩ đan quá cường, có lẽ thái dương cứng như sắt thép và bộ ngực rắn chắc kia, cũng đều có dấu thượng thừa võ học. Tô Dĩnh siêu dường như đã quên mất mình đang trong một trận chiến ác liệt, chỉ gạt thanh trường kiếm sang một bên, mặt lộ vẻ kinh ngạc, cảm thán, cố ý trong lúc vô tình bước về phía trước một bước bộ dáng ngu si không hề phòng bị này quả thực giống giống chịu chết sao tiểu tử đám người tông trạch tư ba ngồi dưới đài không khỏi lớn tiếng tức giận mắng mắt thấy đối phương tựa như ngu ngốc lao tới trước mặt mình chết nhị đan càng tức giận tận trời hắn ra chiêu trước sớm có vạn toàn chuẩn bị địch nếu hướng tả cua trào kiềm eo địch nếu hướng hữu thiết trùy đánh vào phía trên nếu địch cúi xuống tránh sẽ nghiêng vai đâm lực mạnh, nói tóm lại, cho dù tô dĩnh siêu xuất kiếm, né tránh, hay nhảy lên, tất cả đều không ngoài ý liệu của hắn, kết quả chuẩn bị hồi lâu, đổ mốc thế nhưng ngơ ngác đi tới, sau tất cả bố trí tỉ mỉ đều không sử dụng đến. Đây là cái gì vậy? Chẳng lẽ hắn muốn tự sát? Hay còn có âm mưu khác? Người muốn chết, liền đi tìm chết đi, đã một lần bị người chơi lừa giáo huấn. Chiết nhĩ đan lần này hét lên tiếng phiên, toàn thân phát lực, tùy thời muốn xé rách giết chết cường địch. Nên dùng tay nào để giết một vai hề? Tay trái, tay phải, chân trái, chân phải, hay chán bả vai cùng nhau đâm ra? Dù thế nào đi nữa, tất cả cùng đánh ra. Ẩm ẩm vang lớn, chiết nhĩ đan giải phóng toàn thân hung khí, sở hữu tuyệt chiêu cùng phát động, hạ thấp móng vuốt trái phải cùng lúc, ra sức đâm ra chán lại áp một đầu chùy bộ dáng thiên hạ vô địch. Bắt tôm hùm, không thể nôn nóng, trước mắt hiện lên gương mặt tươi cười của Ninh Bất Phàm, con sâu này hung dữ quá, toàn thân đầy vũ khí, toàn thân đều là binh khí, lại kẹp lại chích lại cắn, rất khó bắt. Tô Sĩnh Siêu trong miệng lẩm bẩm, lặp lại lời nói của sư phụ. Cho nên chúng ta không thể để nó kẹp, cũng không thể để nó chích cần thiết kiên nhẫn chiêu đùa, xoát đất một tiếng, trường kiếm lại lần nữa quét ra chờ nó tức giận lại kẹp lại chích lại cắn liền sẽ tự thắt nút sau khi thắt nút ngay cả trẻ con đều có thể bắt chiêu không ở nhiều hữu dụng vì thích hợp triết nhĩ đan tức giận đến đầu óc nóng lên giờ phút này quyền cước đều xuất hiện thật sự như thắt tôm hùm lớn hắn lại lần nữa bị lừa chỉ có thể trơ mắt nhìn trường kiếm xuyên phá quyền võng lao thẳng về phía mặt mình triết nhĩ đan dưới cơn tức giận vội vàng định thần cân nhắc giờ phút này tình thế nguy cấp chỉ có thể lùi nhưng nhanh hắn khoanh tay vội vàng né sang bên trái sau khi né xong liền muốn lập tức phát chiêu đoạt công tô dĩnh siêu đã sớm đoán trước được điều này tay trái chống nạnh trường kiếm dành trước một bước ra chiêu hắn đã canh giữ ở con đường địch thủ nhất định phải qua chờ hắn tự đụng phải chiết nhĩ đan quái giống một tiếng hai chân rậm mạnh xuống đất quay người lại nhảy về phía sau, nhất thời dùng sức quá mãnh, suýt nữa té rớt lôi đài, bộ dáng vô cùng chật vật. Được rồi, đồng liều tiếng hoan hô sấm dậy, khán đài mỗi người trầm trồ khen ngợi, ngay cả các quỹ hà đại nhân không hiểu võ thuật, giờ phút này cũng vuốt râu mỉm cười. Hoa sơn thiếu trưởng môn gạt người không cần miệng, hắn luôn luôn dùng đầu óc. Đối mặt với tuyệt đại cao nhân cả về công và thủ, hắn rất khó tìm đến điểm sơ hở của đối phương, vì thế Tô Sĩnh siêu lựa chọn mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, chỉ có chính mình mơ hồ trước, kẻ khác mới hồ đồ. Đệ nhất kiếm mơ mơ màng màng, hướng thiết quyền mạnh nhất của địch nhân, đệ nhị kiếm mơ hồ, tùy ý đi về phía trước, hai chiêu không thể hiểu được này, tựa như tự rước lấy nhục. Ngay cả bản thân Tô Dĩnh Siêu cũng không biết kết quả khi ra chiêu chứ đừng nói đến người khác đáng thương chết nhĩ đan đa mưu túc trí, lại hồ đồ chúng âm độc, tự loạn đầu trận đã dẫn đến kết quả, đã tự hãm tuyệt cảnh. Giữa sân tình thế nghiêng về một bên, chiết nhĩ đan suýt nữa lăn xuống lôi đài, bộ dáng cực kỳ khó coi, tô dĩnh siêu lại dù bận vẫn ung dung, tuy ở trên lôi đài nhưng vẫn nháy mắt với Quỳnh Phương, ngoài miệng mỉm cười. Thiếu trưởng môn tùy ý liếc mắt một cái nhìn lại, khắp nơi đều kinh ngạc cảm thán, thấy tỉ muội ngưỡng mộ, chị dâu em chồng khuynh đảo, tràn đầy yêu thương say đắm. quên Nhi che miệng cười nhẹ, Quỳnh Công Tử, Hồ Ly Tinh kết bè kết đội mà đến, ngài có phương pháp kỳ diệu nào ứng phó không? Bốn phía lấp lánh tinh lượng, đều là ánh mắt ngưỡng mộ của thiếu nữ. Quỳnh Phương nhìn đập vào mắt, lại nhợt nhạt cười khẽ, không lưu tâm, nếu muốn cướp tỉnh lang, tùy thời hai tay dâng lên, tuyệt không bùn xin. A à Tú thấy chúng ra nữ tử ngã trái ngã phải, hoa muội cũng bày vẻ mặt say mê, dường như toàn bộ chúng quái độc, hắn thấy ghê tởm muốn nôn, bỗng nhiên linh cơ vừa động, thầm nghĩ, đại ca ca uy phong bát diện, tiểu đệ đệ lòng bàn chân bôi trơn. Bất kể ai thua ai thắng, bây giờ không đi thì lúc nào? Mấy ngày nay bị giam giữ rất nghiêm ngặt, mắt thấy quản gia chuyên tâm theo dõi trận đấu, A-di, à thúc thúc cũng đều không chú ý việc khác hừ một tiếng chui xuống gầm ghế trên khán đài người nhỏ thân thấp bé lăn ra dọc ghế cũng không ai để ý thảm bại triết nhĩ đan thờ hồng hộc bỏ đứng dậy đường đường mạc bắc tông sư dũng khí hơn người là gia chủ của mấy gia tộc chỉ cần bước tới trước mặt hắn ba thước liền sẽ như đứng ở rìa vách đá từng bước đều cần lưu ý ai biết chính mình lăn xuống vách đá liền đánh cũng không cần đánh triết nhĩ đan đầy mặt đỏ bừng buồn bực vô cùng nhớ tới sứ mệnh trọng đại của mình được khả hãn phó thác làm sao có thể bị thiếu niên đánh bài lập tức hai đầu gối rót lực nhảy lên đánh trả một quyền thật mạnh bất luận đối thủ xử chiêu như thế nào hắn chính là muốn đánh tới người đã phát man tính hữu quyền đánh mạnh ẩn chứa nội lực vô thưởng uy lực tất nhiên là khiếp người tô dĩnh siêu nhẹ hồi trường kiếm nghiêng người tránh sát chiêu xoay mũi kiếm về phía cổ tay chết nhĩ đan, tùy thời có thể chém đứt bàn tay hắn. Đối thủ biến chiêu quá nhanh, chết nhĩ đan ra quyền quá mãnh, đã né tránh không kịp, nhưng thân trên quét tay xuống, lấy thân pháp cực hiểm né tránh kiếm phong. Tô dĩnh siêu cười nói, thân mình rất mềm mại, lại tiếp nhất kiếm của ta thử xem. Mũi kiếm chuyển hướng, đâm thẳng vào cổ họng chết nhĩ đan, đường kiếm giống như đi nước cờ, người phát chiêu mộ tính càng cao, nước cờ càng rộng, tính kế càng tinh, chỉ cần đệ nhất kiếm chiếm được thượng phong, đệ nhị kiếm liền có thể áp bách đối thủ, chờ ra đến đệ tam, đệ tư kiếm, liền có thể nuốt chừng, công thành chiếm đất. Giờ phút này chết nhĩ đan mới né được nguy nan từ nhất kiếm, lực trước đây đã cạn kiệt, lực mới vẫn chưa được tạo ra, trọng tâm thân thể sớm đã mất cân bằng, đã là mặc cho đối thủ nắm được cục diện trường kiếm sắp chạm tới cổ họng nói đến thắng bại đã phân triết nhĩ đan vừa kinh vừa giận vội nhìn xuống chỉ thấy lôi đài gỗ phủ đầy vụn gỗ một hồi so đấu hắn tự biết thắng bại đều phụ thuộc vào một chiêu này lập tức bất chấp mặt mũi hắn ngừ một tiếng thân mình thuận thế nghiêng xuống giữa không trung quét ra quyền phong rất nhiều vụn gỗ bay lên giữa không trung như mũi tên bắn thẳng về phía trước mặt tô dĩnh siêu vụn gỗ bay tới như ám khí nhưng những vụn gỗ này là tàn dư của trận chiến khốc liệt trên võ đài, không phải là ám khí chết nhĩ đan bí mật mang đến. Mặc dù mọi người bên sân đều biết chết nhĩ đan thông minh, lại cũng không thể chỉ trích hắn gian lận. Mọi người cảm thấy hoảng loạn, Tô Dĩnh Siêu lại không hề tỏ ra sợ hãi, tự biết đối phương đã hết bản lĩnh, nghĩ đến muốn lấy vụn gỗ ngăn cản mình, cũng tránh được rượu chiêu chí kiếm. Vụn gỗ bay đầy trời, giống như đao bay, vỏ tới thẳng mặt Tô Dĩnh Siêu. Chiết nhĩ đàn thần thái trào dâng, đã coi vụn gỗ là cơ hội sống sót duy nhất, hắn giữa không trung quay cuồng thân mình, hai chân rậm mạnh lên lôi đài, dựa vào vụn gỗ yểm hộ, lại lần nữa vọt về phía trước. Tô dĩnh siêu tâm sinh thương hại, lắc đầu liền nói, vô dụng, chi kiếm không chỉ như vậy. Rất nhiều vụn gỗ bay tới, chiết nhĩ Đan cũng đã vọt tới trước người năm thước, tô dĩnh siêu quay đầu đi, né tránh lượt vụn gỗ đầu tiên sau đó hai chân bước về phía trước, thấp người né tránh, như ngồi xổm cung bắn tên, vô số thứ gai bay qua đầu. Trường kiếm dơ lên, nghiêng nghiêng bổ ra, nhất kiếm lại vung thẳng, làm gãy một khối gỗ. Chiết nhĩ đan hơi giật mình, kinh ngạc thấy góc sắc nhọn của mảnh gỗ cắm thẳng bay về phía mắt phải, chưa kịp né tránh, vỏ kiếm của đối phương đã vung lên, lại chọc về phía bụng dưới của mình. Chiết nhĩ đan rất chấn động, chính mình trăm phương ngàn kế bố trí, ngược lại để người ta ám độ Trần Thương. Giờ đây trường kiếm phối hợp vụn gỗ, lại lần nữa đẩy chính mình vào tuyệt cảnh. Thành ngữ ám độ Trần Thương chọn con đường cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới. Nguyên bản chiêu này trích từ câu Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương. Nghĩa là giữa lúc trời sáng, sửa đường sạn đạo, ngấm ngầm bí mật mở lối Trần Thương. Chi kiếm vô địch thiên thời địa lợi đều có thể được tính toán trong lòng bàn tay. Triết nhĩ đan sắp bị đánh bại, hắn cổ sinh trong nguy hiểm, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, không thể không tránh trường kiếm, ngược lại dơ chân phải lên, dẫm mạnh lôi đài, quát lên điên cuồng, rắc. Cự lực truyền đến, lôi đài đong đưa không ngừng, bước chân của tô dĩnh siêu đong đưa, trường kiếm thế trong tay chật một tấc, không thể đâm trúng yếu hại đối thủ. Triết nhĩ Đan liều chết hành hiểm, cuối cùng tránh thoát nhất kiếm. Chỉ là lôi đài chấn động có thể làm nhiễu đối thủ xuất kiếm, vụn gỗ kia giữa không trung bay tới, không hề mảy may bị ảnh hưởng, gỗ bắn nhanh cắm thẳng, nguy cơ hiểm họa chọc mù mắt, mông cổ đệ nhất cao thủ không hốt hoảng chút nào. Chỉ thấy hắn hít vào một hơi thật sâu, thoáng chốc thu hồi chân lực, pháp một tiếng, trong miệng khí kình phun ra, thổi khối gỗ kia bay ngược trở về, hướng cắm vào mắt Tô Dĩnh Siêu. Tô Dĩnh Siêu mới hơn 20 tuổi, kinh nghiệm lâm địch rốt cuộc có hạn, không ngờ đối thủ lại có quái chiêu bậc này, nhất thời khó có thể né tránh, chật vật ngã xuống đất, cuối cùng tránh thoát chiêu đánh trả này. Chết nhĩ đan cười lạnh, đôi chân trẻ đôi ngồi xuống đất, dáng một cú đấm nặng nề vào thiếu niên anh hiệp. Tô Dĩnh Siêu mày nhăn lại, tay trái chống đất, bay về phía sau năm thước, là lần đầu tiên lui ra phía sau kể từ khi bước vào lôi đài. Chiết nhĩ đan cười lớn, hai chân liền quét, trên lôi đài vụn gỗ bay múa, nghe hắn quyền phong gào thét, tiến sát từng bước, khiến tô dĩnh siêu hiểm nguy trùng trùng. Thế trận cuối cùng đã được lập lại, chiết nhĩ đan không phải dựa vào tuyệt chiêu tuyệt diệu gì, mà tất cả đều là thực chiến tàn nhẫn. Tát ma, sát kim, chiết nhị đan, tất cả đều là hổ lang tái bắc thân kinh bách chiến, trước lấy đủ loại chiêu tàn nhẫn không thể tưởng tượng yểm hộp sau lại lấy tuyệt chiêu phải giết ra sức một kích chỉ có đấu pháp như thế mới có thể trong tuyệt cảnh nghịch truyền tình cảnh sống tô dĩnh siêu mộ tính dù cao nhưng nếu thiếu kinh nghiệm một chút sơ ý rơi vào bẫy đương trường liền sẽ thảm bại hai bên đấu đến đỉnh điểm triết nhị đan khó khăn giành lại thế hòa lại bỗng nhiên ngừng tay không hề truy kích tô dĩnh siêu thấy hắn cử chỉ có gì liền cũng dừng kiếm chắp tay hỏi tiền bối có gì chỉ giáo. triết nhị đan duỗi ngón trỏ ra, chỉ vào trường kiếm trong tay tô dĩnh siêu, dường như muốn yêu cầu đối thủ tháo vỏ kiếm. Bội kiếm hình thức tôn quý, dài bốn thước, chính là quỳnh quốc trưởng thân thủ tặng cho, tất nhiên là vật hiếm thấy. Tô Dĩnh siêu mỉm cười liền nói, ngài muốn vãn bối rút kiếm. Điều đó sẽ tổn hại đến hòa khí, lúc trước Tô Dĩnh siêu thủ hạ bao dung, đã khiến triết nhĩ đan tả chi hữu chuất nếu hàn phong hiện thế lại không biết hắn sẽ ngăn cản như thế nào cao thủ trung quốc dưới đài thấy man di không biết tự lượng sức mình đều cười chỉ trỏ quên nhi và quỳnh phương nhìn nhau khóe mắt cũng mỉm cười tả chi hữu chuất giật gấu vá vai được đằng này hỏng đằng kia được chỗ này hỏng chỗ khác triết nhĩ đan trời sinh tính cương nghị hai mắt chứng kiến chỉ ở thân ảnh địch thủ thờ ơ với những biểu hiện chán nản của người khác. Hắn nếu chủ động yêu cầu đối phương rút kiếm, tất có con đường chống đỡ. Mắt thấy Tô Dĩnh Siêu chậm chạp bất động, dường như rất có ý coi khinh, thoáng chốc nổi giận gầm lên một tiếng, bước chân nặng nề đạp về phía trước, ầm ầm tiếng vang, hữu quyền thẳng đánh. Một cổ toàn lực lăng không truyền tới, mang qua một mảnh hắc ảnh. Nội lực truyền tới, kình phong lướt qua hai thước, trường kiếm của tô dĩnh siêu bị chịu lực vỏ kiếm tất nhiên văng ra lộ ra mũi nhọn đại hắc thiên khí kình như tấm màn đen bao phủ quyền phong nhị thước đây là một bộ quyền pháp trước đây chưa từng gặp tô dĩnh siêu trong lòng dùng mình tự biết gặp ngỡ phiền toái người này trước sau không lấy ra tuyệt chiêu hóa ra đây mới là bản lĩnh áp đáy hòm người mạc bắc tính dũng hào võ võ công phần nhiều là chiêu số cương mãnh chiết nhĩ đan trời sinh dũng lực, được xưng bắc cảnh hung nô đệ nhất có thể đánh, mạnh nhất trong số những người mạnh nhất, người dũng cảm nhất trong số những người dũng cảm, võ giả tầm thường nếu lấy sức châu chống lại, đều bị rơi vào thế lấy trứng tròi, dựa vào một thân cương mãnh chiết nhĩ đan không đâu địch nổi, xưng bá mạc bắc, thẳng đến khi 57 tuổi, thảm bại trong tay yêu ma mới thôi. Kiên cường dễ bị bẻ gãy, chiết nhĩ đan trước mặt mông cổ hung thần tát ma trở thành sơn dương tế đàn điều này cũng chứng tỏ câu châm ngôn của trung quốc cương không thể lâu dài được đã trải qua thảm bại lần đầu tiên trong cuộc đời chiết nhĩ đan bắt đầu truy đuổi cảnh giới võ thuật cao hơn hắn vứt bỏ tự tôn tìm kiếm hỏi thăm hậu bối một lần nữa bái sư học chiêu hắn muốn tìm đến một bộ võ công tới nay lấy giải bù ngắn trước luyện thái cực quyền sau tập bát quái trường, Chiết Nhĩ Đan liều mạng luyện nhu tử hy vọng tuổi già sẽ vượt qua cực cảnh của chính mình. Chỉ là thế gian cao thủ một ngày đạt tới đỉnh, họ thường nảy sinh thành kiến báo phái, thường thường sinh ra môn hộ thành kiến. Chiết Nhĩ Đan vốn có võ công quá cường, cảm thụ võ học đặc biệt ngoan cố, bắt đầu luyện tập võ thuật từ các trường phái khác nhau. Cảm thấy như mình đã ăn quá nhiều, không phải chỉ chiêu thức ông nói gà bà nói vịt, càng thường thất thần càng học càng chậm. Cọ sát ba năm, miễn cưỡng học được nhu kính, nhưng võ công vốn có không tiến lại tụt lùi, khi tranh tài với người khác càng thường do dự, ngay cả đồ đệ của mình cũng đánh không lại. Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Cương không cương, nhu không nhu, chết nhị đan không biết như thế nào cho phải, hắn vứt bỏ kiên cường, rồi lại tìm không ra nhu nhược, nghi hoặc hắn không còn tìm kiếm tông sư phái khác cầu nghệ, hắn rời hoàng cung, bỏ lại thê tử, từ đây ngày tiếp nối đêm chăn trở không ngừng. Nửa năm qua đi, hắn về ý niệm ban đầu, sở dĩ hắn thua tát ma, chỉ vì hắn không đủ kiên cường. Kiên cường, chính là tất cả với chết nhĩ đan, khi kiên cường bị người khác đánh bại, chứng tỏ chưa đủ mạnh, cho nên cường không đủ cường, sắt thép còn có tạp chất, lòng có tạp niệm, nên là lúc phải rèn luyện vất vả hơn. Từ đây chết nhĩ đan không hề cầu xin người khác chỉ điểm, N hắn chỉ cầu trở lại tín ngưỡng chính mình, cầu được tiến cảnh trong tín ngưỡng ngày càng mạnh mẽ. Hắn chịu khổ khí lực, chịu đựng đau đớn, một quyền lại một quyền đánh ra, có khi tiếng gió gào thét, có khi yên tĩnh không tiếng động, một canh giờ đánh ra ngàn quyền, một ngày đánh ra vạn quyền, một năm đó là 360 vạn quyền. Quyền lực này không ngừng tiến triển, không ngừng tăng cường. Ba năm, khi chính quyền chém ra một ngàn vạn lần, sự tình có một ít chuyển biến, chính quyền của chết nhĩ đan xuất hiện dị biến. Cùng với quyền thứ 999 vạn, 9999 quyền hoàn toàn khác biệt, đệ nhất ngàn vạn thứ quyền tạo ra một con quái vật mà không ai ngờ tới, giống như một con nòng nọc nhỏ, không ai lường trước được, cá chạch tròn tròn thân mình thon dài cuối cùng sẽ biến thành một con quái vật lưỡi bốn chân chấm đất. Quyền biến thành bóng đen, uy lực quảng bỉ, khí kình vô hình lăng không phách địch được xưng đại hắc thiên Chiết nhĩ đan ngửa mặt lên trời cười to tuyệt chiêu che giấu bảy năm vốn là luyện tới đối phó tát ma ai ngờ này yêu ma biến mất không dấu vết không thấy bóng người hiện giờ lấy đối phó tam đạt kiếm cũng coi như vừa vặn cường địch lấy ra tuyệt sống tô dĩnh siêu cũng thấy hưng phấn hắn nhìn chăm chú triết nhĩ đan chắp tay nói lão anh hùng được ngài coi trọng ta cũng không khách khí. hai người ngôn ngữ tuy rằng không thông, ngôn ngữ của tô dĩnh siêu vẫn thấy cung kính. hắn tiên lễ hậu binh, lại là nhất kiếm đâm ra. kiếm này đường đi nhẹ nhàng chậm chạp, nhìn như cũng là cung cung kính kính. kỳ thật kiếm chiêu đã chỉ hướng điểm yếu nhất của chiết nhị đan. hai người cách xa nhau mười thước, mũi kiếm chậm chạp lướt qua đường giữa rồi bay xuống phía dưới. chết nhị đan biết thiếu niên trước mắt ngộ tính cực cao chính mình tuyệt không có thể mặc cho người này chủ công. Hắn hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay thành nắm đấm, thầm vận đại hắc thiên vô hình quyền kình, lúc nào cũng chuẩn bị lấy lăng không khí kình phản kích. Hàn phong cuối cùng cũng đến trước mặt sáu thước, chiết nhị đan thân cao tay dài, hơn nữa quyền phong vô hình hai thước, đã có thể đánh trúng đối thủ, thoáng chốc thật sâu hít vào một hơi, quát, rắc. Tiếng hô chưa tất, trọng chân đã là giành trước đá ra, chiết nhị đan thông suốt, nắm tay là giả, hắn cũng dùng tới hư chiêu khinh địch. Mạc Bắc Tông Sư thân cao chân dài, một đá này giống như trường thương phi chọc, nháy mắt xuyên qua kiếm vóng, tô dĩnh siêu không để bụng, lập tức truyền thủ vệ hộ, chết nhị đan nếu không thu chân, liền sẽ bị tước hạ trường lực, đương trường tàn tật. Trường kiếm lao ra, thắng bại trong nháy mắt, nhưng chết nhị đan lại tràn đầy tự tin nhìn thấy ánh kiếm rơi xuống bản chân khó giữ được, bỗng nhiên hắc ảnh hiện lên, đại hắc thiên khí kình phát ra, đập thẳng vào mũi kiếm. Ông một tiếng, toàn lực mạnh mẽ cuốn tới, đại hắc thiên vô hình vô chất, vô thượng mạnh mẽ chấn động kiếm phong, tô dĩnh siêu vì quái lực sở kích, miệng cảm thấy chút đau đớn. Trường kiếm bị đẩy ra, trượng này thần thuật, mạc bắc tông sư vừa có khả năng tấn công, đã là nắm giữ cơ hội chiến thắng. Chiết nhĩ đan cười sảng khoái, trong chớp mắt kích phát bản năng liếm máu, khoan dung chuyển thành hung bảo, nghe hắn gào thét một tiếng, nhào lộn trở dậy, thân ảnh thật lớn với tốc độ cao nhất bay tới, đã nhảy vào kiếm võng. Tình thế nguy cấp, tô dĩnh siêu một thân võ công tất cả tại trên thân kiếm, nếu muốn đánh tay đôi, hoa sơn trưởng môn không thể sử dụng kiếm pháp của mình, tính mạng sẽ nằm trong tay đối thủ. Tô Dĩnh siêu biết mình đang ở thế bất lợi, nên kế duy nhất lúc này chỉ là giữ khoảng cách, trọng khởi trận thức. Tâm niệm hơi động, bước chân liền muốn triệt thoái phía sau, chỉ nghe Triết Nhĩ Đan dít lên cười lạnh, nhấc chân đạp xuống lôi đài, một tiếng động lớn vang lên, mặt đất rung chuyển không ngừng, Tô Dĩnh siêu ngã xuống không dậy nổi. Triết Nhĩ Đan ẩm ĩ cười dài, nháy mắt đánh ra 16 quyền, hợp Tô Dĩnh siêu với quyền phong hai đại cao thủ cách xa nhau vài tấc giống như đô vật dùng toàn bộ quyền cước đầu khuỷu tay tô dĩnh siêu vô pháp đánh trả chỉ liều mạng né tránh mũi kiếm buông thõng từ đầu đến cuối thần dân trung quốc kinh hãi từ hồ chí liêm cho đến hoa muội đều đổ mồ hôi lạnh chỉ là hoa sơn môn hạ lại vẫn yên tĩnh ngay cả quỳnh phương cũng thong dong chấn định nghĩ đến mọi người đều tin vào kiếm thuật của tô dĩnh siêu tin tưởng hắn tuyệt không sẽ bại trận như vậy hai người đánh thêm 10 chiêu nữa, nhưng Tô Dĩnh Siêu vẫn không thể thu hẹp khoảng cách, chết nhị đan cố ý bức bách đối phương triệt kiếm, ra quyền nâng đầu gối càng nhanh như tia chớp, bỗng nghe ong một tiếng, đại hắc thiên lại lần nữa phát ra, mãnh lực truyền đến, mũi kiếm uốn lượn, cổ tay đau đớn, Tô Dĩnh Siêu sắc mặt tái nhợt, trường kiếm đã rơi xuống đất. Chết nhị đan đã chờ đợi khoảnh khắc này kể từ khi bước vào lôi đài, hắn nhe hàm răng trắng sắc nhọn, bay về phía trước dùng tả quyền đánh vào ngực đối thủ, thủ pháp không chút nào khoan dung. Đại địch đang đến gần, chợt thấy Tô Dĩnh siêu giơ hai tay lên trời, giơ một chân lên, giống như một con gà trống vàng đứng một mình, trong miệng càng hét lớn, "Hoặc Vũ Thất Tinh Quyền." Mắt thấy vị kiếm khách này lộ ra quyền cước giá thức, mọi người đều ồ lên, các đệ tử Hoa Sơn càng nhảy bật lên, cả kinh nói, "Cái này, đây là Tô Dĩnh siêu học được một ít quyền pháp khi còn nhỏ." Rất nhiều hào thủ trung nguyên đã từng nghe nói đến, chỉ là Tam Đạt kiếm uy danh quá thịnh, lại chưa từng nghe qua bộ Hạc Vũ Thất Tinh Quyền này, mắt thấy Hoa Sơn môn nhân sửng sốt, có lẽ là bộ thần thuật cực kỳ lợi hại, nhất thời cao giọng gieo hò, cổ vũ Tô Dĩnh Siêu. Triết Nhĩ Đan biết thiếu niên này tâm cơ giảo quyệt, nghĩ quyền pháp này hơn phân nửa có quỷ, chính mình nếu đoán không ra, cũng không cần đoán, lấy mau đánh mau là được lập tức bàn tay to dò ra, thẳng hướng tóm chất ngực đối phương. Tô Dĩnh Siêu thấy trường lực của địch nhân sắp lao tới, lập tức hạ chân trái xuống, ôm lòng bàn tay đón chờ, mọi người thấy hắn thân pháp không tầm thường, trường lực tất cũng tinh diệu, nhất định có thể cùng chiết nhị đan rằng co. Một tiếng bang nhỏ vang lên, đôi tay của Tô Dĩnh Siêu bị hất ra, chiết nhị đan tiến quân thần tốc, thiết trường đã đánh về phía khí hải đột nhiên xảy ra biến hóa tất cả những người có mặt đều kinh ngạc thấy quyền pháp giá thức của tô dĩnh siêu không hề yếu nhất định phải có cách chống cự nào biết khi hai tay hai người giao nhau lực lại không chịu nổi một kích mọi người khiếp sợ cuống quýt đứng dậy quyền nhi cả kinh mặt đẹp tái nhợt thấy tính mạng của tô dĩnh siêu đang gặp nguy hiểm lập tức rút ra trường kiếm định ném về phía lôi đài ngón tay vừa cử động đã bị chặn lại ánh mắt quyên nhi quay nhanh ngăn lại chính mình lại là quỳnh phương cuống quyết liền nói mau buông tay dĩnh siêu chỉ sợ không được quỳnh phương xua tay nói đừng sợ ngươi phải tin tưởng hắn hắn có dụng ý của mình quyên nhi kinh nghi bất định tai nghe giữa sân truyền ra một tiếng kinh ngạc cảm thán vội vàng quay đầu lại nhìn trên lôi đài hai đại cao thủ giống như lão tăng nhập định hai mặt nhìn nhau vẫn không nhúc nhích quyên nhi rất kinh ngạc giờ phút này chết nhị đan thiết trưởng dò ra nắm giữ khí hải nhưng tô dĩnh siêu đã đứng bằng một chân không còn đường để kháng cự chết nhị đan đã đại hoạch toàn thắng chỉ là nhìn hai người tựa như tượng đá đám người triệu lão ngũ phó nguyên ảnh khí định thần nhàn đều mỉm cười ngâm nga tựa hồ có gì đó thần bí nàng lòng tràn đầy mê mang ngưng mắt nhìn lại thoáng chốc a à mà một tiếng đã hiểu ra tô dĩnh siêu kim kê độc lập chân trái hư đề, nhưng chân phải lại đè vào chuôi kiếm, mũi kiếm chịu lực dựng thẳng lên, vô thanh vô tức hướng vào bụng dưới của chiết nhĩ đan. Chí kiếm bình bát phương, quả nhiên tất cả đều là hư chiêu. Cái gì hạc vũ thất tinh quyền, tất cả đều là hư chiêu lừa địch, nhìn tô dĩnh siêu lấy song trường dụ dỗ đối thủ, lại nhân cơ hội phóng đặt chân tiêm, khởi động chuôi kiếm, cơ nhiên thần không biết, quỷ không hay lặng lẽ lấy trường kiếm dưới chân chế trụ đối thủ. Lúc này chết nhĩ đan nếu muốn phát ra trường lực, Tô Dĩnh Siêu cũng có thể tung trường kiếm đâm sâu vào bụng đối phương, đến lúc đó hai bên đều là chữ chết. Cùng chiến trường mực, tất cả tại một niềm. Nếu chết nhĩ đan muốn hành động theo cảm tính, hai bên sẽ tự đồng quy vô tận, nhưng nếu tỉnh táo, tự cũng có thể bắt tay giảng hòa. Hai người án binh bất động nhìn nhau, khóe miệng chết nhĩ đan nhếch lên một nụ cười lạnh lùng không biết trong lòng đang cảm thấy thế nào tô dĩnh siêu lại cũng rộng rãi chỉ nhún vai chớp chớp mắt hồn không giống sông chết trước mắt chuyện quá khứ đã không thể vãn hồi chuyện tương lai vẫn còn kịp dưới đài ngàn người mồ hôi lạnh đầy người đều đang đợi chờ hai bên quyết định bỗng nghe trên lôi đài truyền đến tiếng cười lớn một già một trẻ ý hợp tâm đầu hai bên không hẹn mà cùng buông binh đao nắm tay nhau đối mặt cười ha quyền nhi tay phải nhấn một cái thanh trường kiếm đưa về vỏ mắng nói cái gì hạc vũ thất tinh quyền thật đúng là hù dọa ta quỳnh phương sắc mặt ửng hồng lại cười nói tính hắn là như vậy mỗi ngày đông quải tây lừa cũng không biết trong óc suy nghĩ cái gì lời này nghe tựa không tỏ ý kiến kỳ thật nội tâm quỳnh phương đã vui mừng đến nổ tung trái tim càng đập mạnh hơn thắng bại công bố đám người dương thiệu kỳ thương nghị một trận, nhất thời tuyên đạt chiến quả, khôi tinh chiến ngũ quan, chủ tướng Trung Quốc mông cổ chiến cuối cùng, hai bên hòa. Một tiếng cổng chiêng vang lên, trên khán đài bá tánh đầy mặt vui mừng, sôi nổi vỗ tay gieo hò. Chiết nhĩ đàn bảo đao chưa lão, dũng mãnh phi thường hơn người, tô dĩnh siêu mới lộ đường kiếm, ngộ tính tuyệt diệu, vô luận hai người bọn họ dùng đến loại quyền thuật ra sao, vẫn đến là bộ kiếm pháp nào, đều đã đường đường bước vào điện phủ võ học tối cao, đủ sưng nhất đẳng hào kiệt mà không thèn. Hồ Chí Liêm vuốt bộ dâu dê thưa thớt của mình, như tắm mình trong gió xuân. Trong trận chiến này, thiếu niên anh hiệp xuất trinh, lại có thể cùng mông cổ tông sư bất phân thắng bại, không những hiện ra một quốc gia nhân tài đông đúc, cũng giảm đi rất nhiều tranh chấp hỏa khí vô vị. Nghĩ đến trong chốc lát báo lên tình hình chiến đấu, hoàng đế tất nhiên đại hỷ mọi nơi một mảnh tường hòa, hai bên chủ tướng cười ngâm nga nắm tay xuống đài. Toàn bộ anh hùng của hai nước đều đến chào hỏi, bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với nhau, vô cùng thân thiện. Lúc này Trúc Khang hãy còn khóc nỉ non không ngừng, thấy hắn bị thiết thương cuốn vòng thân thể, lại không thể động đậy. Quyền Nhi lôi kéo chết nhĩ đan, chỉ vào Trúc thiếu gia líu lưỡi nói, thứ này chật quá, không ai có thể kéo ra được, ngài có thể giúp đỡ được không? cởi chuông còn cần người cột chuông, chiết nhĩ đan khẽ mỉm cười, vận khởi thần lực, biến thiết thương trở về nguyên trạng. Cao thủ đông liều Trung Quốc thấy hắn thần lực như thế, trong lòng đều hoảng sợ, đáng thương Trúc Khang tuy được phóng thích, lại là vẻ mặt xấu hổ bối rối, nhịn không được lại khóc lên. Tô Dĩnh Siêu cùng Tông Sư cao thủ đánh hòa, lúc này đang bận nhận lời chúc mừng, Quỳnh Phương một bên mỉm cười nhìn, khó khăn hắn rảnh rỗi, lúc này mới tiến lên. Tùy nói là đón nhận cuối cùng nhưng lại là người đầu tiên trao chiếc khăn tay nghe nàng mắng nói cái gì hạc vũ thất tinh quyền mệt chẳng nghĩ ra tô dĩnh siêu lau nước bẩn nói quyền pháp hoa sơn chúng ta không có danh tiếng nói ra cũng không thể dọa người nếu muốn hét lên như lai đại thần thông a di đà phật đại pháp chỉ sợ nhân ra không hiểu ra sao phải bịa ra chuyện mới này hắn gấp chiếc khăn lại để trong lòng ngực cười nói phế đi sức của chín châu hai hổ, lại chỉ đánh thành thế hòa, ta không có cách nào giải thích với ra. Quỳnh Phương xinh đẹp cười, dựa đến bên người tình lang, đưa lỗ tai nói, đừng quá khách khí. Nếu kiếm kia của chàng sớm vung ra, tính mạng mọi dợ kia nào còn? Chàng còn lừa dối, có thể giấu giếm người khác, cũng không lừa gạt được bản các chủ. Quỳnh Phương tuy là người trong lòng, lời này lại không phải khuếch đại, hạc vũ thất tinh quyền là âm mưu, đối phương trung kế ra chiêu, Tô Dĩnh Siêu chỉ cần giành trước một bước đá ra trường kiếm, sớm đã có thể giết chết đối thủ. Chỉ là Quỳnh Phương xưa nay biết tính tình Tô Dĩnh Siêu, nghĩ đến hắn yêu quý chết nhị đàn võ dũng, mới vừa rồi thủ hạ khoan dung, mặc cho đối phương đánh thành thế hòa. Tô Dĩnh Siêu đã chiến đấu hơn 30 trận trong đời, cũng không một hồi bại tích, trận chiến này được coi là trận hòa đầu tiên hắn nghe người trong lòng vạch trần chuyện này, trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng, thấp giọng liền nói, lời của người khác ta cũng không quan tâm. Có người những lời này, thật không uổng công ta trên lôi đài vất vả một hồi. Quỳnh Phương Tâm cảm thấy ngọt ngào, mỉm cười nói, ta đương nhiên biết được, chẳng mới là đệ nhất. Tô Dĩnh Siêu vì yêu mà cảm động, duỗi tay ôm vòng lấy nàng, một phen ôm vào trong lòng ngực. Quỳnh Phương thấp giọng cười nói, này ta đang mặc nam trang, hai đại nam nhân trước mặt mọi người ôm nhau, còn ra thể thống gì. Tô Dĩnh Siêu từ trước đến nay muốn yêu liền yêu, đâu quan tâm được gì nhiều. Chỉ đưa miệng qua, cúi người cười nói, còn nhớ rõ ước định của hai ta không? Nghe được khẩu khí của hắn, như muốn làm chuyện xấu, Quỳnh Phương không khỏi có chút tò mò nói, ước định gì? Tô Dĩnh Siêu nhẹ nhàng hôn lên vành tay đáng nóng lên của nàng, thổi khí vào lỗ tai, Chầm giọng nói, yếm đó. Quỳnh Phương sắc mặt xấu hổ, vành tay trắng ngần giống như lửa đốt. Hai người đã có ước hẹn, Tô Dĩnh Siêu nếu có thể đánh thắng chiết nhị đan, liền muốn Quỳnh Phương mặc nữ trang, lúc ấy lời nói vui đùa, Quỳnh Phương đã làm ước định thân mật này. Tô Dĩnh Siêu thấy đôi mắt to tròn của nàng chuyển động, dường như ở suy tư có nên thực hiện lời hứa hay không, cũng là sợ nàng mờ miệng đổi ý, vội nói, quân tử chi ngôn. Quái mã nhất tiên còn chưa ra, Quỳnh Phương liền đã mỉm cười tiếp lời, kỳ xú như lan. Tô dĩnh siêu xuất thân kiếm khách, khoe chữ tuyệt không phải là sở trường, cư nhiên nghe không thể hiểu được. Tỉnh lang không hiểu, Quỳnh Phương lại khẽ cắn môi dưới, nhìn thấy hàm răng trắng sáng của nàng lộ ra, ánh mắt đảo quanh, nị thanh nói, nghe không hiểu thì đáng đời, cũng đừng trách ta lỡ hẹn. Lông mi dài nhẹ nhàng rung động, dường như hàm chứa một chút chiêu chọc. Tô Dĩnh Siêu nhìn chằm chằm nàng, tưởng tượng đến chiếc yếm của Quỳnh Phương, nghĩ đến thân tuyết trắng da thịt tất nhiên trong suốt non mịn, hắn nóng lòng tìm tòi đến tột cùng, vội vàng tóm lấy phì cân quái, thấp giọng nói, sư thúc tổ, cái gì là kỳ xú như lan? Phì cân quái cười ha ha, này ngươi cũng không biết. Mệt ngươi còn làm được trường môn, chính là hoa lan đánh giám A. Đồng tâm chi ngôn, kỳ xú như lan, mắt thấy giai nhân che miệng cười khẽ, nhanh nhẹn đi xa, đáng thương tô dĩnh siêu cổ họng khát khô, một câu cũng không thể nói ra. Đồng tâm chi ngôn, kỳ xú như lan lời nói mà đồng lòng với nhau thì thơm như hoa lan. 6. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.